Đây quý vị, thấy cây sầu riêng mà siêu to khổng lồ của nhà anh Nung đưa quý vị. Trong vườn nhà này rất là lý tưởng luôn, một cái ngôi nhà thật sự rằng là nhìn cái có cây sầu riêng nhìn thấy mê mắt, một cái nhà phong cảnh rất là hữu tình luôn kìa. Trời ơi, trồng cây mai, cây đồ nữa, rồi lan rồi nữa, mai kìa quý vị, rồi mai quá trời luôn, lan nè. Đây sầu riêng rỉ sấu rồi ra mắt cua rồi quý vị ơi. Cây này mà nếu đúng lực ra nó phải 100 trái nha. Cái gốc nè khủng khiếp không, siêu to khổng lồ. Cây này chắc mấy chục năm rồi anh? 11 năm hả? Đâu quý vị thế anh Cường là anh ôm mấy cây sầu riêng đó anh Cường. Cái này người ta gọi là cây ri sấu. Bắt coi vậy tới nước rồi được không? Tưới sương 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 nó được rồi. Nước ngày qua đó. Nước bây giờ tưới nước chắc giờ tưới tuốt ở ngoài kia rồi chứ tưới gì nữa. Ra tuốt ngoài bán luôn. Rồi coi này. Đào đã không? Cái này mà được cốc mai ngon ấy. Cái này cây mai bán nhiêu tiền biết nhiêu tiền đó ha. Cây này cây mai đâu biết bao nhiêu tiền. Ừ. Bình thường phần được bà gái ký ba số được không? Cái này anh tính ra 3 số 17 phải không? 3 ký 2 ký. Từ từ cái giờ anh đang muốn đi kéo đọt nó thì anh cho nó thêm phần 30 10 10 đi đạm đi. Không kéo đọt không sợ rụng ha. Cái này chắc không cho ra đọt. Chạnh chứ không cho ra nữa. Cái này vài bữa bông nó rộ ra đã. Rộ ra đã. Hả rải hả? Hải rải rồi giờ xịt bo với canxi bo đó. Xịt bo canxi bo cho nó cứng. Rồi cây này nó thẳng ra cây này bây giờ rồi chờ nó rụng thôi chứ trong nó rụng bớt chứ nó ra quá trời trong này mà. Cái bông cái lá nó mướt không? Bà gửi để trái giờ sớm không? Không, 3 năm rưỡi để trái thì sớm. Để cho tập đẻ thôi. Tập đẻ thôi được. Quá ok không vậy? Hôm nay anh bấm đọt anh chặn đọt được hết nữa, làm rất là bài bản, quan trọng này. Được cây thái đó. Rồi cho em rửa anh chút cây đó cho bà con. Đây, được cây thái đó. Được con cây thái. Ghi rồi. Đây là vườn của anh là cũng đa canh, không biết là ngoài kia có sen canh không, biết chúng ta sẽ từ chúng ta đi quan sát. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? 54 rồi. 54 hả? Bữa 55. Bữa ít bữa nữa qua tới là 55 ha. Đây mà con đi tham qua cái vườn của anh này, con nuôi gà nữa này. Cây này kêu cây gì anh? Cây xưa đỏ. Xưa đỏ ha. Chào. Này trồng khoảng bao nhiêu năm nữa là thu hoạch? Cái này tùy theo muốn đấy là bự thì tùy tiện. Xưa đỏ đâu quý vị. Này là làm gỗ để đóng bàn đóng ghế rồi ha. Làm cửa rồi. Cái này mấy cây lớn nó bắn ký không đó. Cái đầu bắn khói. Thiệt lắm. Miền Tây là chúng ta nhìn thấy nó cũng đất cũng bao la nha quý vị. Đây là xưa đất ruộng lên hay sao anh? Đất ruộng không ạ? Đất ruộng lên ha. Chúng ta sẽ tiếp tục một cái cuộc hành trình mà đi ra một cái vườn của chúng ta. Wow, từ xa chúng ta nhìn thấy một cái vườn, khu vườn rất đẹp rồi. Ok ha. Đẹp, cái đẹp thì mình khen đẹp thôi. Nhìn cỏ là có đẹp không? Nhìn vườn mà có cỏ để tặng cỏ là anh thấy em mê rồi. Quý vị. Chuối. Đây, chuối hữu cơ. Rác tặng cho bụng chuối nha. Tặng cho bụng chuối luôn. Tại đây là đò bị hắt trước kìa, mình đi đâu đi. Lúc nào chủ yếu đò. Đò bị hắt cái mà được. Anh tự đo quý vị. Đây là cái máy đo độ pH của Nhật, thế nên là hàng của Nhật thì nó cũng rất là chính xác. Đo độ pH là chúng ta đo ngay tầng rễ bên ngoài. Chúng ta sẽ anh rất là kinh nghiệm. Thấy không? Rất là kinh nghiệm. Vườn mấy năm rồi anh? 2 năm 4 tháng. 2 năm 4 tháng tính từng chi tiết luôn. Từng ngày từng tháng luôn. Trồng cây chanh gầm tháng 8 đó. Rồi chúng ta sẽ được 3 năm, 2 năm 4 tháng. Để được cái độ pH đó rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan. Mấy cái này là anh cột xuống là để anh chị mục đích là cho bà con biết đấy. Cho nó quằn xuống. Quằn xuống phải không? Rồi mua chai nước uống đi rồi cột thả dày không sướng hơn nè. Nước cây rồi cắm cây đây nè. Không anh lấy chai nước á anh cột anh thả xuống vậy là ok hơn nha. Cỏ khỏi dướng luôn ha. Đúng rồi. Đó, anh lấy cái chai nước anh cột anh thả xuống là bà ok. Này đó không biết trồng mô hơi thấp bị phèn. Trồng mô hơi thấp bị phèn. Nhưng mà con cái là tại vì đất mình không cũng không có nữa anh. Đất không có nữa phải không? Cây này bình lên bình xuống nè. Cây này bình lên bình xuống phải không? Nói tỉnh tỉnh đó. Đây này, cái vết này là vết cũng vết bệnh xì mũ này. Không phải vết cơ cột dây gì vậy, phải không? Không cái này. Vết xì mũ nó khô rồi. Ông hên nó cũng khô. Rồi. Mà bây giờ là anh rút kinh nghiệm từ cái vườn của anh Thành. Anh Thành bây giờ này, anh cũng làm cho nó chỗ này nó lòi cái rễ ra. Tôi bự rồi hết trơn một đợt rồi đó.
bư còn tiếc ông ơi, tôi thấy ông bư ông còn tiếc. Bư hôm đó nó đụng quá rồi tôi không dám sâu. Không dám nữa hả? Không phải 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 cho nó lòi cái rễ ra lên nữa anh. Em chọc vô đây mà nó còn xịt nước lên mà. Mới tới hôm qua là anh thấy này. Thấy không? Cái rễ nó bị thúi này, thấy không? Cái chỗ này nè, cứ nước nó bị bệnh nó mới tỉnh lại đó. Ừ, mới tỉnh không? Ừ, nó không phải nó bị vàng, nó vàng lá. Tỉnh. Nó vàng lá. Rồi nó cần bả như bả chậu vậy đó. Nó rồi nó mới ra bộ rễ khác á. Này anh xử lý lại đây, thêm chỗ này đi, không có sợ gì đâu. Anh lấy cái cào của bác Giới đó. Cài móng ra thêm nữa ha. Cào móng ra nữa. Ừ. Cào móng ra nữa cho nó đừng có trong này nó ẩm độ cao quá, trong này em rửa tay nó lạnh mà. Ừ. Nó rửa tay lạnh rồi, ẩm độ cao quá. Cào ra. Nó lắp ra nó bệnh tiếp á. Vậy là tưới không cần tưới ngay gốc ha. Đâu đúng rồi, đúng rồi. Không có tưới ngay cổ rễ ha. Không có tưới ngay cổ rễ. Cứ cổ rễ rồi mai mốt đi cứu chết luôn á anh ơi. Thiệt. Chứ làm gì mà đi để phòng bệnh thôi, chứ mà đi gọi đi lúc nó bị Covid rồi đi chữa bệnh thì chết luôn á. Nè em nói tôi móc rồi nè, thấy nó muốn đụng cái ấy rồi tôi sợ. Muốn đụng cái con sợ ngại ngại. Đụng cổ rễ rồi nè. Tôi hơi nhắm xuống nữa. Xuống nữa đi không sao đâu. Mấy cái này không ăn thua, mấy cái rễ này nó ra đâu vậy, nhựa thúi nè. Thấy không? Ừ. Thúi này đó nè bà con, tước thúi này đó, chỗ đây nè đó, nó ra nó đen hết. Ừ. Nó cùng hết rồi, bê mùi đó. Cào ra nữa, đất mình thiếu thì mình chấp nhận cái mua, nhưng mà bây giờ anh nếm về cũng sẽ rảnh được rồi mà. Ừ. Lo gì mày, tới cổ ghế rồi nè. Ừ, cho nó lên nữa đi, cho nó nắng nó lọ rọi rọi vô đây là nó đỡ à nha. Ừ. đừng có sợ đó, đừng có sợ. Đó, nó lòi ra nhưng mà cào cái lỗ này, cào là phải cào ra ngoài này, nó thấp, nó tha nó nước lúc này cào cào hết, cào hết chứ, cào hết chứ không phải cào cái lỗ này cho chết luôn á. Biết được rồi. Có mấy cái tôi cào nhiều lắm, có đây có cây này kéo được chứ. Nó vô cũng banh đồ các kiểu, vùng đất xốp ghê ông ơi, để cỏ đất xốp thiệt, công nhận đất xốp thiệt, nhưng mà tưới nước thì đừng có tưới vô trong là ok rồi. Tưới tay chắc lòi hả, đều lắm. Ừ. Đều để cái sách đó đi, cầm theo cũng được, quấy ra đi không có méo vô lá gì ok không? Ok tiễn này anh rong cành đồ, nói chung là cái này là anh có kinh nghiệm biết làm, nên mới nãy là vô cái vườn của anh Út là anh làm rẹt ok. Nó cắt đọt ba lần rồi đó. Ừ. Nhỏ lớn nha, nó bài bản đâu có. Ông thấy là có cái tược 2 tược 3 không? Ừ. Không có tược 2 tược 3, có bờ này là 6 à. Bây giờ anh sẽ rảnh đấy, sẽ luôn chặn học luôn, đi sáu chắc cứu rồi, phải chặn gì vậy? Đúng rồi, sẽ luôn theo cu nó luôn, sẽ luôn này tôi tính lắp lại rồi đó chứ. Mai muốn anh làm, nếu mà lớn anh làm nghịch vụ thì sao? Không, tôi làm thử hả? Làm thử nè. Ừ, không có làm nghịch đánh lại miền Đông không? Cái mắc rẻ cái chơi thử hả? Chơi thử nè. À, nhưng bữa nay đâu có lái rẻ tôi đó. Đây này đó, nó lòi không anh để nó lòi ha, ok ha, quá ngon lành luôn á. Nó lòi dài này, rễ lòi nhiều lắm. Ừ. Đó, rễ lòi dày như vậy nè, nhưng ra ngoài cây nó tốt nè, kỹ dày được phải không? Ờ, dày là ngon rầu. Nhưng mà sau này anh để ý nha, mấy cái này anh cắt sát nha. Sát luôn đó hả? Sát cho, tại anh biết sao như này nó tạo cái lỗ á. Ừ. Anh cắt sát luôn, nếu không nó tạo cái lỗ rồi, cái anh cắt sát càng tốt á thì nó sẽ mau cái da nó liền luôn. Vì sao có người kêu chừa ra 2-3 phân? Đây này hồi xưa là không có thuốc. Ừ. Rồi, bây giờ anh thấy cái lỗ không? Phải không? Xưa không có thuốc, anh cắt sát luôn, mấy cái da nó kéo lại liền luôn. Vậy hả? Mau liền hơn ha. Anh làm mai thì anh biết rồi, anh lấy cái keo mai đó. Biết rồi. Ờ, anh cắt sát luôn. Cái này nó tạo cái lỗ này, đây quay cái lỗ cho bà con coi này. Thông thường á 2 4 6 cái nhánh này anh bỏ này. Tính nó ăn trái rồi hả, bỏ. Cái khỉ khô cái trái này nó có xuống được nằm đây đâu mà. Tính ăn trái hả, cắt là cắt ủ quá chứ. Cắt ủ cái nhánh đó để đâu đây tâm lý. Cái này bệnh à. Là nó xanh lại nè, cháy lá rồi, tôi xịt thuốc hết cháy rồi. Đây, cây này cũng bị bệnh, nó không lòi rễ ra, anh cào ra nữa. 2, 4, 6. Không, cái nhánh này bỏ đi anh ơi. Thấp quá, thấp được không? Ờ, nhánh này bỏ đi. Ừ, cái này... Tôi thấy nó còn nhỏ cũng chưa, nó cần cắt rồi cắt á. Không, cắt cái nhánh này để nó lớn cái nhánh trên. Cái này để nắng nó rọi vô. Không, cái này phải cào nữa, cái này phải cào ra. Ừ, như cái cây bên kia nó lòi rễ bên kia, cây quá tốt luôn.
đó, nó lòi mà thấy cái củ chỗ đây nè mới ngon nè, cào tới đây nè. Ừ đó, cào chỗ đây, đây này góc này lũ này đó, cào chỗ thấy cái đây nè mới ngon nè, có việc làm nữa đó. Đó có việc làm nữa, tôi tính bơm thịnh lên máy lắp máy lỗ là hết à. Nếu mà làm không thích chơi nghịch vụ thì trả lại nó đất đây bằng phẳng hết, trả lại bằng phẳng. Lá gì là yêu phải không? Em rồi, ok rồi. Đấy, thì cái giai đoạn mà giai đoạn tỉa cành á là chúng ta đi theo công thức này là 12 rồi xong đó là 16, 20 rồi 24 tháng. Cây này là 2 năm 6 tháng phải không? Không tới 2 năm 4 tháng. Ri không hả ta? Ri không à? Thứ 1 à? Ri. Này đây đây cũng rễ cũng lòi nè. À rễ lòi đó, thấy rễ. Rễ lòi nhiều lắm, tương một hay cây hay thấp hả? Thì cây nào thấp thì nó anh thấy nó bệnh thôi. Nó cũng bệnh hoạn nè, mới lòi. Cái rong nè. Này nào cứ cái này là rong thì không có sợ, dễ. Cái này là đừng có tưới nước dập vô đây nữa. Vậy hả? Ừ. Tưới đẩy vô đây nè, cái đầu nè, cứ không cứ tặc ông đẩy vô đây nè. Nó rong rồi. Cái này khó bơi cũng được. Ừ, cái này không? Cái này không sao. Kệ. Này không sao. Nó cũng còn có bên này có rễ lên. Mà còn bư thì càng tốt. Nhưng mà bư là đã bư là bư. Nha, đã bư là bư luôn chứ làm cái trống cái lỗ. Hồi xưa cái cây kia clip tàn là do cây chuối phải không? Không, cây này bệnh là nhỏ lớn luôn. Bệnh đi. Bệnh. Chút cái buồn chuối. Nó tính nhổ dục luôn đó. Rồi sao nó xanh xanh lại đó. Tính nhổ dục luôn cho rồi đó. Mình tới đây là hết anh. Có năm mấy gốc, năm sáu gốc hả? À. Bên nhiêu này cũng cầm đuối rồi còn gì. Cây nào cũng lòi rễ cho nó. Lòi rễ nè. Cứ lòi vậy là cây nó phát. Phát kinh. Cứ lòi lên là cây nó phát triển à. Này là anh trồng theo xương cá. Dít dắt. Có cái bờ này nó đất lớp 1 không nó tốt. Ừ. Đất phương không? Đất này lúc đất này là đất ở trên phải không? Mua lớp 1 nông vô á. À. Còn trong đó không có cục đất lớp 1 hết á, nhưng mua đem lên thôi. Đây. Anh xích cá. Lòi rễ, rễ bung 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 lên nhìn thấy thấy mê liền. Chào anh. Chào anh. Chào kia ông để trái chưa? Chưa. Chừng nào để anh? Qua sân năm. Qua sân năm á, bữa nay mới mấy năm rồi? 4 năm mấy. 4 năm mấy, đi 6 hả gì? Đi 6. Đi 6. Cây nó còn nhỏ hay sao chưa để? Chưa dữ lắm. Chưa bự không? Như đế hả? Đã chưa? À, sao riêng nhà đâu phải mướn đất gì đâu hả? Đó, không có biết. Đây, anh cũng có một vườn sầu riêng trồng được nhiêu cây? Trồng 70. Vườn ống cũng vườn nó kế bên hả? À, xịt cá, sáng nay có cá không? Có con nào đâu. Lỗ tiền chết luôn. Lỗ tiền. Chào anh ngang. Lỗ tiền điện rồi. Cái đó là giải trí mà. Thế anh cục anh lấy dây chuối anh cục nè. Anh cục nè, ok. Ngày lên. Thế là anh đang sửa cái tàn này. Ừ. Anh đang sửa qua đèn miếng. À, anh đang sửa cái tàn này. Nâng lên miếng. À, nó bị tôi quét qua Golden Bengal hết à. Ừ. Hầu bữa hầu quét á, rồi sao anh lấy cái thằng keo, keo mai á. Rồi biết rồi, quét vô nữa là nó liền sẹo đó ha. Đó, nó liền sẹo luôn. Mau hơn hả? Mau hơn chứ. Còn không á thì mỡ bò mấy ông làm xe á, ông hay có đó. Mỡ bò. Mỡ bò. Mỡ bò anh để ý là mấy ông làm cao su là ông hay làm cái đó đó. Ừ. À, lúc khoảng 17, 18 nãy không à, lúc đầu á, lúc còn thơ á. Nãy giờ tới mua đếm gì, đếm chuối. Nó đếm buồn chuối kìa. Đếm buồn chuối. Lá vậy là ok phải không? Ừ, vậy là ok, giờ quản lý rầy. Tôi là từng lấy bữa mà. Ừ. Đâu có để lâu. Nhà anh Út anh để sao mà nó từ tả. Trời ơi, ổng để banh chành. Mà hình như anh ngay công chuyện nhiều quá hay sao á tại? Nhiều. Nó tới hai mấy công vườn đặng. À. Làm nhiều quá mà là không có hiệu quả thì cũng không đạt. Không hiệu quả. Làm kinh tế hơi yếu hay sao biết. Ừ. Cây này kiểm tra lại, kéo lại cái gốc lại nha anh. Rồi. Để nó lủng cái lỗ dài nha. Nha. Kéo nó cao hơn như nón lá vậy ha. Ờ y như cái nón úp vậy đó. Như nón lá biết rồi. Cái này nó đang trụng nước này. À rễ quận nè, úp rễ nè. Ờ cao nó ra. Cái này nó anh thấy rong không, nó hơi bám nè. Ừ. Làm như cái nón úp vậy. Hôm đó có chỗ rong nó lên về nè, lớp gì. Ừ. Không? Rong là rong nó đám bám ở trên là cây nó không có thở được. Vỡ lớp rong nó gãy mệt không à? Ừ. Nhưng mà nếu á
Còn lục bình mà muốn là ủ lên là làm phân á thì ủ vô cái chỗ này. Ừ. Xong rồi mai mốt để luôn, lắp luôn chứ đâu phải lấy làm phân đâu. Lắp luôn, lắp luôn. Lắp luôn phân. Tại mấy cái lỗ để xấu quá lắp luôn cho đẹp. Còn mà lục bình á để ủ làm phân là nhớ là đưa lên là phải cắt cái rễ bỏ ngang. Tớ giữ lắm việc sắp. Ờ, nó đủ bệnh hết á. Ừ. Với lại phèn nữa. Đâu có để chờ, đâu có để ngay gốc chị. Ừ. Một camera nó quay gốc rồi điêu luyện quý vị, quay liếc lướt qua lướt lại. Từ máy rồi mà, từ máy dầu. Không tới mua tôi không có điện. Không cái với cái diện tích này nó nhỏ thì anh cũng chăm nó cũng được, mà dưới lại anh tưới á, nó cũng ít tưới, anh ít tưới tại anh để cỏ. 2-3 ngày mới tưới ngày. Ừ, anh tưới để cỏ nhẹ hả? Tưới nhẹ, anh để cỏ chứ không tưới chầm bẹp. Thôi còn trầy da tróc dễ, còn hành trình tiếp tục nữa khoảng 2 năm nữa. Rồi. Còn 2 năm nữa nha quý vị. Thì cái vườn này là bờ bên đó không lẽ có nắng chiều nó che sao mà nó đẹp hơn bờ nào chứ. Phải không? Bên kia ha. Ờ bờ clip đó. Bên kia nhìn đẹp hơn chứ. Ha. Ờ. Tại có mấy cái cây công trình nó nắng chiều nó che. Nắng nó che. Ha. Đúng rồi. Che được cái bóng cho đó. À, chúng ta quay trở lại cái chỗ này là chiều rồi. Cào cho nó trống ra chiều về khắc phục liền, khắc phục lại. Lại coi pH. Rồi lại coi lại cái độ pH. pH được 6 chấm là khỏe cho mình liền. 6.5 nó ngon. Đó rảnh sát đây nè. Rảnh đào lên mô sát đây đó. Cái tù đào ở đó tôi lắp lại đây. Đào nó khô vô nó khô hả? 5.5 nha. Yếu gì vậy? Ừ. Yếu hơn của ông ngoái rồi. 5.5 thì bây giờ 600 nữa. Đi cho nó tưới nó miếng vôi. Chừng bỏ 2-3 kg bỏ vô bồ, bỏ vô cái bồn á. Đừng có rải, không? Pha lấy nước trong á. Lấy nước trong tưới tưới phân vậy đó. Rồi tưới nó năng độ. Tại sao biết sao? Nó vừa rồi lại cũng dính mưa nữa. Cho nước là tưới nước có phèn không? Không, nước là nước không phèn hả? Nên tưới miếng vôi cho nó nâng cái độ pH lên chút. Nước là nước nó xông vô nè. Đi đạm là cũng pH nó cũng tuột nha. À. 30-10 cũng tuột nha. Không có đi đạm đâu. Dạ. Dễ gì? Một cái video nhỏ bây giờ chúng ta bước vào vườn chuối rồi. Bye bye bà con.